Xin chào tất cả anh em nha. Nay bọn mình giao cái máy này là Isuzu 317 này. Chiếc này được giao về cho anh Tùng ha. Anh Tùng là ở thôn 5 của Hà Mòn của Đắc Hà anh em nha. Này là Isuzu 317 đó ha. Đáp chiếc này thì khá là đẹp nha. Dạng bánh rất là ok ha. Đang chờ hoàn thiện để lên đường này anh ha. Ok, một lần nữa máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em nha. Isuzu 317 nha. Về với anh Tùng ở thôn 5 của Hà Mòn của Đắc Hà nha. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha.